Vaccination is the most effective preventive measure to reduce morbidity and mortality of infectious diseases for mankind. COVID-19 vaccination for children aged 5 to 11 is essential not only for the current pandemic, but also for future prevention. However, recent data showed that COVID-19 vaccination coverage for children aged 5 to 11 in Vietnam progressing especially slowly compared with other age groups, with the pass of the COVID-19 pandemic. Concurrently, routine immunization has been strongly interrupted during the pandemic. Trong giai đoạn mà chúng ta triển khai cho trẻ từ 5 cho đến 11 tuổi, người dân đã rất chủ quan. Và người ta nghĩ rằng là nếu mà người ta đã bị nhiễm rồi, trẻ đã bị nhiễm rồi, hoặc là những người trong nhà nhiễm mà không vấn đề gì thì cái việc mà tiêm cho trẻ cũng là không cần thiết. Đấy là cái điểm khó thứ nhất. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng có thể thấy đấy là đến khi mà kết thúc cái đợt dịch thì hệ thống y tế lúc đấy đã phải căng ra để chiến đấu với dịch và đồng thời phải tổ chức các công tác tiêm chủng. Thế thì cùng lúc làm hai nhiệm vụ, lại còn chưa nói đến chuyện là cái sự thay đổi, cái sự xáo trộn trong nhân lực của ngành y tế ở cái giai đoạn năm 2022 chúng ta cũng đã thấy là rất lớn. Và từ hai cái việc này nó sẽ dẫn đến cái việc là ngay cả tiêm chủng thường xuyên, không nói gì đến vaccine COVID thì cũng bị ảnh hưởng. Kết hợp với cái điều đó nữa thì chúng ta thấy cũng có cả các cái vấn đề liên quan đến nguồn cung của vaccine, liên quan đến các cái vấn đề nguồn lực. Nó sẽ dẫn đến là cái việc mà những cái nơi, đặc biệt là những cái vùng miền núi khó khăn á, lại càng khó khăn nữa trong cái việc là làm thế nào để có thể triển khai đồng loạt cả vaccine COVID lẫn vaccine của tiêm chủng thường xuyên. Aware of these above challenges and contexts, Momentum Routine Immunization conducted rapid assessment on vaccine confidence for COVID-19 vaccination and routine immunization at project provinces. Findings could help to adapt for appropriate approaches and solutions to COVID-19 vaccination and routine immunization integration. Vâng, và chúng ta cũng đã thấy được một điều đấy là từ trước đến giờ, không phải với COVID đâu, mà từ trước đến giờ rất nhiều các cái vaccine cũng đã được thực hiện theo cái hình thức là kết hợp giữa chiến dịch và thường xuyên. Vậy thì các hoạt động như vậy, tại sao chúng ta không tạo ra thành một cái mô hình rất là rõ ràng? Và Momentum đã đem đến cái điều đó, thể hiện qua cái việc là chúng ta triển khai những cái ngày triển khai tiêm vaccine COVID-19 lồng ghép trong tiêm chủng thường xuyên. Và điều này nó sẽ giúp giảm đi những cái việc là tốn kém liên quan đến nguồn lực. Nó sẽ giúp tiết kiệm về vaccine và chưa nói đến cái chuyện là khả năng tiếp cận cộng đồng. To effectively implement and sustain this model, the project created tools to support healthcare workers in their tasks, conducted training, review meetings, supportive supervision trips to guide them on subject reviews, planning for immunization sessions, electronic reports, vaccine storage, cold chain management, and communization. Được nhất của đối với địa phương từ cái dự án này, thứ nhất là nâng cao năng lực cán bộ trạm y tế, không chỉ riêng ngành y tế mà bao gồm tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể, bao gồm đặc biệt là về hệ thống y tế trường học này, đã cử cán bộ truyền thông đến với trạm y tế để cùng thảo luận cũng như tháo gỡ các khó khăn trong quá trình mà thực hiện tiêm. Và thứ hai là đối với y tế thôn bản, công tác viên dân số trong quá trình mà tham gia các buổi tập huấn, và từ đó thì là nâng cao cái năng lực điều tra, rà soát làm sao trong quá trình mà thực hiện tiêm đối với kết quả tiêm ấy thì là hiệu quả nhất. Outside of the commune health centers, many marginalized populations have been reached through mobile vaccination with the project support, increasing the campaign progress. Group communication and direct communication were also strategically integrated within these mobile vaccination sessions to effectively maximize resources for each session. Từ khi có dự án về triển khai tại trạm thì trạm có tổ chức tiêm lưu động cho một số xóm với lại một số bà con vùng sâu vùng xa, đường giao thông đi lại khó khăn. Từ lúc đấy thì bà con, một số trẻ cũng được tiếp cận với vaccine đầy đủ và tiêm đúng lịch hơn. Dạ, trước đây đưa bé đi tiêm thì em gặp khó khăn là trạm y tế ở cách xa nhà em nên đường xá đi lại khó khăn lắm chị ạ. Bữa mưa thì đưa bé đi tiêm vất vả lắm ạ. Điểm tiêm ở đây thì ở gần nhà rất tiện lợi cho em đưa bé đi tiêm ạ. The project also trained and encouraged non-health staff, including teachers, village leaders, to integrate immunization communication within their community gathers, teacher-parent meetings to add another layer of communication toward the hard-to-reach and hesitant population. Địa bàn nó khó khăn đi lại ạ, thì dân cư nó ở thưa thớt, toàn ở trên sườn đồi như thế này ấy, thì cũng tùy theo thời điểm ạ. Có đợt thì lên loa và có đợt thì chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân đến tại nhà văn hóa để tuyên truyền ạ.
Momentum has brought sustainable value added through intervention model and tools for healthcare workers. With these project products, project achievement can be transformed to the entire immunization system, including routine immunization. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những mô hình rất tốt ở những cái địa phương đang triển khai dự án và sau này sẽ là mô hình chung áp dụng cho cả hệ thống. Lessons learned from the project can be valuable to modify the model and scale up its application, building new tools, solutions for an effective immunization system in Vietnam.